Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và bây giờ thì cũng là một ngày Khải cũng tìm cũng gần đủ set năm hành rồi em. Khải chỉ thiếu cái vũ khí thôi em ơi. Hiện tại cái vũ khí thì anh em cũng biết Khải đã mua được cái phi đao lúc trước, Khải úp cho anh em xem. Cái vũ khí của Khải đây em ơi, đây. Ngày mai Evan ra thì sẽ có hóng binh. Khải sẽ chính thức nghiên cứu hóng binh cái phi đao này thành cây đại phong đao để Khải đánh cầm con lồn đánh nha em. Hiện tại bây giờ thì nói chung là đủ set, nếu bỏ này đủ set nè. Đó đủ set này. Nón, dây chuyền, áo, đai lưng, giày, ngực bội, hai nhẫn, bao tay. Ok đủ set. Còn cái này là ngày mai Khải không bên cái đào nữa là rồi. Đủ set năm hành luôn nha anh em. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ lên đảo tài tử nha anh em ơi. Bây giờ Khải sẽ lên đảo tài tử nha anh em. Rồi lên đảo. Là Khải có một lần đảo tài tử nè, miễn phí. Ôi thằng này full nè, đây thằng khác nè. Đồ thì đợi Khải lên đảo Khải mang vào rồi Khải sẽ chết cho anh em xem. Nói chung là đồ tầm này cũng là gọi đồ tầm trung luôn em, vip quá thì cũng phân xui em ơi. Mấy server vừa rồi cũng vậy mà. Rồi lên đảo. Lên đảo nè mày. Ôi, lại full nè, vãi. À, Khải quay Bình Kinh. À, lên đảo nè mày. Khải sẽ lên đảo tại tỷ tên hắn lại cho anh em xem. Hiện tại đồ đạc chưa có bao nhiêu nè. Khải đang thiếu cái đao. Đây Khải tăng cho anh em xem. Ăn chứ. Nhưng mà hiện tại bây giờ có ăn chưa được Khải xem nè. Khải sẽ mang đồ vào cái đó. Bây giờ Khải sẽ chính thức mang đồ năm hành của Khải vào. Khải sẽ được hiệu ứng chóng 40 nha anh em. Chóng 40 thì khi nào Khải mang cái vũ khí kim á thì nó mới kích được nha anh em. Tại Khải chưa mang vũ khí kim này thì chưa kích. Đó. Đấy, Khải mang vũ khí mang cái đao kim là kích nha anh em. Rồi nhẫn này. Nhẫn này. À nhẫn ngọc bội này, hai cái này. Ngọc bội này. Rồi, nón, dây chuyền. Rồi ok. Khải sẽ ép điểm lại nha anh em. Khải tăng sức mạnh chỉ 110 thôi em ơi. Không tăng nhiều. Mắt sinh khí. Xuống người còn khoảng K6 thôi. Rồi. Chống phái nè. Rồi hết điểm. Đây, đây là điểm khả tăng nha anh em. Đó. Lực tay 1K5. Nhìn chán vãi. Do đào cấp 5 mang cấp 10. Chắc được 1K9. Do mang đây có 10 nè. Đó. Ai lực tay 1K9 nha nè. Rồi ok. Xong xét đồ. Xem xét đồ nha nè. Hiện tại Khải kiếm cái đao kim nữa là đẹp anh em. Ngày mai không bên cái đao kia nữa nó chắc luôn anh em. Chắc như nước cốc luôn anh em. Rồi ok, ba cái đồ này về vứt shop anh em ơi, chắc rừng quá.
bữa giờ gần một tuần nay mới đủ đồ nè. Đó, cắn ngọ cắn lôi vô tống kim cắn lắc là đánh được nha nè. Đánh tạm chữ xếp kim phong nhìn chán đời. Rồi xuống đảo nè em ơi, tại đảo kim chưa có nên là không kích được dòng chón. Rồi ok, xuống đảo nè em ơi, hiện tại bây giờ xuống set này vứt shop đỡ khỏi chặt rương nè. Áo nè, nói chung là áo bình thường thôi, tầm này tìm không có nữa. Đồ tầm này không có đồ VIP nữa là bọn tầm này thôi em ơi, khi nào có đồ VIP nữa tính tiếp. Sinh lực được hả? Nội lực 98. Rồi xuống đảo nha em ơi, anh em cùng xem sơ qua lại set đồ nha. Đây nón sinh lực, lực nói chung là lấy cái dòng chuyển hóa đỡ đánh đỡ tốn mana. Khi bị đam á mình sẽ lên một chút mana, lúc giao trang thông kim nó sẽ cũng ok hơn tí, đỡ tốn mana. Đồ đây không có đồ nào khủng này mà, chỉ đồ sơ sơ này thôi này, được một bọc tay kháng lâu 30 thôi. Ngọc bòi thì lấy được cái dòng sinh lực lực lại đỡ kích, lấy dòng sinh lực lực thôi. Hoặc là có thể khảo sẽ mang ngọc bội gì đó, không dám cũng được. Rồi rồi xuống đảo anh em ơi, đẹp trai không anh em, thấy bằng đồ này đẹp trai không? Quá đẹp trai. Đổi tên luôn, ok đổi tên luôn, nói mới nhớ khả đổi tên em ơi. Khả đổi tên luôn nè. Chạy quá. Cho nó nhanh gọn em. Thế nhưng vật này vô hiệu không thể sử dụng vãi nổi. Vô hiệu. Chưa bị sử dụng. Rồi ok, ở tên cũ thôi.
Rồi hai dao chấm hai đầu thôi được. Xem luôn nè. Chuẩn bị tranh thủ và tọn tới nó úp cốc nha nè. Tên này quá dài, cái người quá dài. Không được rồi, tên dài quá. Vô hiệu. Dài quá không được nè mày. Tên như bọn anh chưa bị sử dụng. Ok ok. Vô hiệu. Do cái tên Khải quá dài nè mày. Quá dài nên là nó không cho. Thôi cái này thôi. Rồi còn ký tự nào nữa tên dài quá nên không được, chỉ bỏ một dấu đi là được. Thôi bỏ dấu đầu tiên đi, bỏ dấu đầu tiên đi, dấu này. Không được. Bỏ dấu cuối. Này chưa bị sử dụng. Bỏ dấu cuối thì lấy cái này đẹp hơn. Rồi ok. Lấy dấu chấm đầu tiên đi. Chuyển cho Thiếu Lâm nè. Sao chúng bị thất bại ta? Đây là... Lô lô lô, Duy ơi. Em nhà. Ở danh vọng em nhiêu rồi? Em 450. Bao nhiêu? 450, 450. Bao nhiêu rưỡi vậy? Anh chuyển bằng chỗ anh đổi tên cái thôi. Trời ơi, thất bại trời. 450 làm sao được anh? 450 đâu được. Anh ai online đâu ra? Trời đủ xanh. Hỏi anh Tuấn nào. Ai có danh vọng cao anh em? Danh vọng 480 không? Danh vọng coi đâu. Coi phòng danh vọng anh. 480 chuyển bang rồi. Không buồn. Em đang làm giá tạo cho nên đi chạy danh vọng một tí. Danh vọng em 10 điểm rồi à. Anh đổi tên làm đéo gì, anh đổi tên làm đéo gì. Anh đổi tên khác lên đảo rồi mà. Anh có 404 à. Duy chạy nè em, vừa ban liên hiện chạy 410 được, 406, 406 406 được gì à. Ừ. Em về em chạy làm gì vậy, chạy thôn, chạy em chạy mấy thành được 20 điểm. Chạy thành gì mà được 20 điểm? Chạy chứ à. Lễ quan Võ Lâm Truyền Nhân được 9 điểm rồi nên là. Rồi nhận đi. Anh chuyển coi. Em có bao phải, em có mấy chi phải chạy thôn, phải chạy nhanh. Rồi được rồi. Kết anh đại bàng, kết anh đại bàng này. Cấp 90.
Ô, bộ đồ Dobson là ông nào mới vô bàn ốc phát trên 10 gơ vậy? Vừa ăn Evan. Ăn đồ có Evan rồi à? Ăn đồ. À, vậy anh đến thì nhìn anh Evan luôn. Trời ơi. Kim ăn này. Và ấn vào tên của anh ạ. À? Rồi, ấn tên anh chục sức. Ông ấn vào, ấn vào đâu nữa ạ? Ấn tên anh. Phần anh chức vị á, sử dụng chức năng anh, em. Anh Khải anh update lại giờ. Update lại app đi. Ờ đỡ nó update. Sẽ auto update đi. Tại vì sau này vậy anh Evan luôn nè. Chức vị này. Ờ. Đúng rồi, trục sức, trục sức. Rồi đã đổi tên rồi, anh Evan các kiểu luôn rồi. Đây em đã về nhận huân chương chuyển nhân đủ luôn. Ít điểm. Rồi ok, như Khải cái mình. Rồi anh em cùng xem sơ qua cách tăng điểm công lôn của Khải nha. Anh em muốn thì cứ tăng theo kiểu này mà phang nha anh em. Đó. Em nhìn nha, mát sẽ ít trước nha. Rồi sẽ đến mát 1 ít. Và sau đó sẽ mát 7 ít nha anh em. Đó. Còn lại Khải chỉ tăng sức mạnh 110 thôi, full sinh khí. Rồi, anh em muốn tăng như thế nào tăng, chống phái Khải tăng 28 thôi, Khải không tăng mát nha anh em. Ok, Khải dừng clip nha. Anh em đang xem mà đây là một live chia sẻ giúp mình anh em.